chương trình này được bảo trợ bởi chin và kim Thu cherry nơi duy nhất bán vàng bốn số 9 có hình bản đồ việt nam bảy và bảy ev princess cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm không chín chuyên bán cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại mỹ bảy và bảy học khu Huntington Beach Union High School District. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, để bù thỏa đáng 714 741 2008. Phở 86 truyền thống từ năm 1985, hương vị vượt thời gian Nguyễn Trường Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Xin chào anh Trường. Xin chào Ngọc Lan và xin chào quý khán giả ở Lido Sài Gòn TV. Xin được nhắc lại là chúng tôi có ở trên Bắc California, có ở Houston, Texas, có trên mạng xã hội Facebook cũng như là YouTube. YouTube thì quý vị đánh vào Lido Sài Gòn TV Official, trang Facebook thì Lido Sài Gòn TV tin tức. Rồi ở Bắc Cali, đài 16.11. Houston, Texas 27.6, miền Nam California 56.10. Rất vui được gặp lại quý vị trong ngày thứ hai hôm nay, 28 tháng 8 2023. Lẹ ghê vậy đó. có lại là, là sắp lại tết thấy... tới nơi rồi. À, không. Trước khi đến Tết <laughs> Nguyên Đán thì sẽ là Tết Trung Thu. À, quý vị nhớ ừ. dành ngày 9 tháng 9, ngày chủ nhật à, đến tham dự cùng chương trình với Leader Saigon TV ở ngay Phước Lộc Thọ ở à, đây là một cái chương trình ở đây chỉ có Đài Lý đô Sài Gòn TV là luôn luôn thực hiện những cái chương trình ở ngoài để cho công chúng cùng tham gia bởi vì một lần mà chuẩn bị như vậy quý vị nó công phu và nó tốn kém kinh khủng. À, có coi ví dụ như chương trình Trung thu thôi để chuẩn bị cái chương trình quý vị sẽ tham dự vào ngày 9 tháng 9 tới đây thì trước không biết bao nhiêu tháng rồi là tất cả đều phải chuẩn bị chỉ riêng cái chuyện mà giấy phép rồi à, về à, từ cái chỗ mà treo cái banner lên như thế nào, sân khấu ra làm sao, rồi cái chỗ ngay chỗ vệ sinh cũng vậy, rồi thực phẩm, nó rất là nhiều kê để tổ chức một cái chương trình như vậy. Và ngày hôm đó thì từ lúc 2 giờ đến 3 giờ chiều lại có một cái phần khá là thú vị dành cho các em nhỏ dưới 18 tuổi, đó là các em sẽ được tham gia trò chơi làm bánh phục linh hôm trước chúng tôi có nói rồi làm bánh phục lên các em chỉ việc phụ huynh đưa các em hoặc là ghi nên ghi danh trước bởi vì cái số lượng chuẩn bị để cho các em chơi nhiều khi nó không có đủ cho những em tới sau nhưng mà chỉ trong vòng một tiếng thôi từ 2 giờ đến 3 giờ các em sẽ được tự có có bột để cho các em tự in những cái bánh ra để bỏ trong cái hộp đem về để biết được là cái bánh đó ngày xưa bố mẹ mình ăn như thế nào rồi các em sẽ được nhận lồng đèn các em sẽ được nhận những cái phiếu um, uh, uh, uống nước của Phúc Long ừ. mỗi mỗi một cái phiếu như vậy sẽ là một phần nước của Phúc Long uh, rồi có thể có những cái món quà nhỏ nhỏ xinh xinh uh, mời quý vị sẽ cùng tham dự với Leader Sài Gòn TV trong ngày hôm đó nói tới những cái thủ tục những cái điều kiện để mà mình tổ chức một cái chương trình ừ. một cái event ở ngoài trời như vậy á nó rất là nhiêu khê như ngọc lan nói từ cái khâu giấy phép rồi từ cái khâu mà mình phải chuẩn bị như thế nào bảo hiểm làm sao cho mọi người đi cho an toàn rồi cái, cái 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 sự chuẩn bị đó nó kéo dài lắm rồi nó phải chờ đợi những cái sự sốc thuận này kia nữa yeah. cũng giống như ngày hôm qua đó à, ở uh, phía ngoài uh, xa thì có một cái chương trình gọi là nấu uh, bánh canh để mà gây quỹ lấy cái tiền lời đó mình cho những cái uh, nạn nhân của vụ cháy rừng bên Hawaii giúp một phần nào đó cái khâu chuẩn bị thôi thưa quý vị nó cũng nhiều khê nội mà luộc bún luộc bánh canh gì đó để làm đó làm nguyên một ngày trời cắt hành rồi làm rau rồi nguyên một ngày hôm sau chị Ngọc Lan có để ý là một ngày trời để mà chiên chả cá nữa wow. <laughs> rồi sau đó mọi người tới anh chỉ trong vòng có một tiếng đồng hồ là hết sạch hai ngày chuẩn bị mà một tiếng sau là hết luôn là khi mà bắt đầu cho nên cái gì cũng vậy hết trơn đó nó cũng phải có sự chuẩn bị để mà kỹ càng để cho mọi người tham gia cho nó vui vẻ ngày hôm nay thì trở lại phần tin tức thưa quý vị tôi sáng hôm nay tôi để ý ngay đầu tiên liền tôi vô là tôi coi coi ngay là stock của vinfast nó như thế nào hiện thời stock của vinfast 81 đồng 35 sen 30 sen 80 đồng 30 sen mà nó còn lên xuống lên cho ngày hôm nay nữa mình không biết là sẽ lên bao nhiêu nữa hay là có thể xuống bao nhiêu nhưng mà có nhiều cái lý do lắm mà rất là nhiều người đã viết ở trên những trang mạng họ nói rằng là stock này á là của xe VinFast của Việt Nam. Thì dễ dàng trong nhiều năm qua quý vị nghe thì uh, tin tức ở bên Việt Nam cho biết đó là nhiều cái cổ phần của nhiều công ty này công ty nọ đó sau khi phát hiện ra là họ thao túng thị trường cái phần uh, cổ phần của họ cho nên khi mà lời nhiều thì họ bán ra mà khi mà người nhiều người bán ra thì giá nó xuống nhiều đó thì người ta lại ôm tiền đi vô mua cho nên nhiều người vẫn nói rằng là họ họ đang thao túng thị trường cho nên có nhiều người khuyên là chúng ta không biết gì về nhiều về cổ phần đó cổ phiếu đó thì không nên nhảy vào mua tại vì nó rất là nguy hiểm mà tôi thấy từ cái hôm mà nó 11, một 13 hai ba đồng mà nó lên thôi hôm nay là tám mươi đồng chỉ trong vòng có một tuần lễ thôi ừ thì thấy nó có một cái gì đó nó, nó, lạ lùng lắm không biết được nhưng mà thưa với quý vị những cái cổ phiếu của những cái hãng xe khác thí như là Rivian nè, Lucid nè, Tesla nè, nó không có như cái cổ phiếu của xe Vinfast này. Nó, nó rất là bình thường nhưng mà chỉ có mỗi cái xe Vinfast VFS nha trên sàn Nasdaq VFS thì nó lên từ 11 12 Mà lên tới 80 trong một tuần thôi thì rõ ràng là có cái gì đó sai sai. Uh, tất cả các báo chí uh, thuộc uh, của của Mỹ uh, ví dụ Lumber hay là Reuters của anh đều có những cái bài viết liên quan đến Vinfast ngày hôm nay á uh, thì uh, cái cập nhật mới của cái uh, một cái bài báo liên quan đến Vinfast của Reuters thì cũng đã nhắc đến cái chuyện mà cái cái cổ phiếu của Vinfast nó tăng lên để nó nâng cái giá trị của cái cái công ty xe điện này lên chỉ đứng sau có Tesla và Toyota thôi à, Sáng nay đó thì giống như là họ cập nhật cái tin tức liền luôn Để thấy là trong sáng nay thì cổ phiếu lại tăng lên Có lúc lên 21% nữa Để nâng cái giá trị của toàn bộ Giống như là họ dự trù là có bao nhiêu cổ phiếu Thì lấy cái đó nhân lên cái số tiền mà nó đã tăng lên Thì họ ước đoán được cái số tiền Cái giá trị hiện tại của VinFast là 160 tỷ Ngay wow. thời điểm này ngay thời điểm này nha quý vị nếu chiều quý vị coi nhiều khi tin tức à. nó đã đã khác tại vì cái tiền cổ phiếu đó, đôi khi có người ta dùng giống như tiền ảo cũng có thể tại vì ừ. nếu như chưa bán ra chưa cầm tiền trong tay thì nó vẫn chỉ là một con số như vậy thôi cho nên nó có thể lên đó và nó có thể xuống đó à, nhưng mà cái điều người ta đang thắc mắc đó à, đó là họ nhìn đi nhìn lại thì biết rằng là Vinfast là theo như cái bài báo của trader cho biết là 99.7 toàn bộ cái giá trị này là thuộc về ông phạm nhật vượng à, có người thì nói rằng là à, chỉ có từ những người đó mua bán mua bán với nhau thôi tại vì người ta điều khiến người ta ngạc nhiên á. tại vì một công ty ra đời đến thời điểm này giống như bài báo này cho biết là chỉ có một trăm ba mươi bảy chiếc xe được à, giống như là đăng ký lưu hành ở Hoa Kỳ chỉ có 137 chiếc thôi thì làm sao cái cổ phiếu có thể lên đến cái mức như vậy. Đến thời điểm này chỉ có 137 chiếc xe. À, họ hy vọng, trong khi họ hy vọng đó, là trong năm nay họ sẽ bán được tới 50.000 chiếc xe. Quý vị hình dung từ 137 cho đến 50.000 nó là một con số nó cách <laughs> nhau rất khủng khiếp lắm. À, chúng ta đã không có nghe được thêm những cái tin tức cập nhật à, những cái lô hàng qua lần đầu tiên là 999 chiếc rồi sau đó là khoảng hơn 2.000 chiếc nữa nhưng đến giờ này đến thời điểm này tất cả các thông tin mà những hãng thông tấn người ta lấy được á cũng chỉ giống như cái bài báo này ghi là 137 chiếc. Như vậy thì cái hiện tượng mà một cái công ty còn rất là non trẻ như vậy ra đời mà cổ phiếu nó tăng lên vùng vụt như thế, nó tạo cho người ta những cái hoài nghi hơn là cái chuyện là kích thích người ta sẽ phải mua cổ phiếu này bởi vì người ta sợ. À, không biết là nó nó lên rồi nó sẽ xuống lúc nào lỡ mua hôm nay cái ngày mai nó rót xuống hoặc là hết thì nó nó ra làm sao <laughs> như vậy thì câu hỏi ai đang là những người đẩy cái cổ phiếu này lên như thế nào cũng là một cái điều người ta nghi vấn xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Trường và Ngọc Lan sau phần thông tin thương mại. chương trình này được bảo trợ bởi chin và kim Thu cherry nơi duy nhất bán vàng bốn số chín có hình bản đồ việt nam bảy một và bảy một bốn ev princess cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm không chín happy easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại mỹ bảy và bảy học khu Huntington Beach Union High School District. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đề bù thỏa đáng 714 741 2008. Phở 86 truyền thống từ năm 1985, hương vị vượt thời gian 714 839 4591. Cảm ơn quý vị. Vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình Cà Phê Sáng của Leader Sài Gòn TV. À, thưa quý vị, à, nãy đang nói chuyện về ông Phạm Nhật Vượng, về công ty VinFast. Thì từ hôm cuối tuần thì có nhiều người đã nói, ô tại sao mà cổ phiếu VinFast lên như vậy? Ông Phạm Nhật Vượng được xếp vào những người gọi là giàu nhất thế giới, một trong những người giàu nhất thế giới. Nhưng mà tại sao tên ông không có ở trong? cái bảng xếp hạng của lumber thì đây là cái điều người ta cũng thắc mắc tại sao trong 500 cái list cái danh sách mà họ list ra 500 người giàu nhất thế giới. Đó, đứng đầu vẫn là ông chủ của Tesla, rồi kế tiếp là ông chủ của uh, Riverstone, rồi uh, ông uh, của uh, Amazon, vân vân, nhưng mà ở đây khi mà người ta tính tổng tài sản của họ ví dụ như người giàu nhất thế giới hiện bây giờ là 221 tỷ rồi ví dụ như ông Bill Gates cũng 127 tỷ nhưng mà ngày hôm nay thí dụ như tính cái giá trị của cổ phiếu của test của VinFast như vậy là lên đến 160 tỷ tại sao trong những cái này không có thấy tên ông Phạm Nhật Vượng mặc dù những cái cái danh sách này nó nó sẽ thay đổi nó sẽ thay đổi rất là nhiều Uh, nó lên nó xuống như đã nói cổ phiếu như vậy nhưng mà trong 500 người được liệt kê ra ở đây 500 người nha đối với cái người mà thấp nhất á, là 5 tỷ mốt thì không có tên một người Việt Nam nào trong này uh, cũng có người người ta nói rằng là bởi vì cái cái uh, cái cổ phiếu của VinFast nó cứ lên lên uh, hôm đầu rồi xong rồi cái trong tuần cuối của cái tuần đầu tiên nó tuột xuống rất là nhiều Cho nên có thể người ta cũng không biết xếp như thế nào vô Chờ chắc cho nó nó yên yên Nó nó, nó có vẻ như nó bình thường thì người ta sẽ đưa tên Thì cái đó thì mình chưa biết như thế nào Nhưng mà thật sự trong cái danh sách này không có tên của ông Phạm Nhật Vượng thôi à, Thưa quý vị có một cái bản tin nó cũng nó na ná nó liên quan tới cái vụ này nó như vậy à, trong một cái cuộc khảo sát mới đây nhất 5.000 người là sở hữu xe Tesla Model 3 5.000 người được khảo sát thì họ cho biết rằng là phần lớn phần trăm những người bán xe của họ đi không đi xe Tesla nữa vì một lý do là tại sao họ ghét ông Elon Musk à, họ nói rằng hình ảnh của ông Elon Musk là CEO của công ty Tesla đó. Ông này tào lao quá, ông này bá láp quá. Tôi ghét ông. Cho nên từ khi gia đình tôi mua 2 3 chiếc Tesla tới bây giờ, tôi quyết định là không mua những xe Tesla kế tiếp nữa vì tôi ghét ông đó. Ông đó ông hay lên Twitter, ông đăng cái này, đăng cái kia, rồi ông hay lên trang mạng này, trang mạng kia rồi ông chế giễu người này người kia tôi ghét cái hình ảnh của ông đó rồi trong những cái bài ở trên Facebook trên trang mạng xã hội cũng vậy có nhiều người nói ông phạm nhật vượng là cái ông việt cộng cộng sản gì đó đó tôi không thích không có cái hình ảnh của ông đó tôi không mua xe của ông đó nó cũng giống y như cái tình trạng của xe Tesla như vậy cho nên cái hình ảnh của một người nào đó mà gắn liền với công ty mà người đó làm cái gì đó hay người đó theo một cái chủ nghĩa gì đó hay là người đó có một cái khuynh hướng gì đó đó nó cũng sẽ làm ảnh hưởng tới cái công ty đó như vậy. Còn giống như Tesla, nhiều người nói rằng là tôi tính đổi xe tôi từ Model 3 lên Model S và Model Y nhưng mà tôi nhất định rồi không đổi nữa, không đi Tesla nữa vì hình ảnh của ông Elon Musk, ông tào lao, ông bá láp quá. Bạn bè của tôi sau khi quyết định là sẽ mua một chiếc xe điện để gọi là thân thiện với môi trường này kia đó nhưng đã không chọn xe Tesla cuối cùng họ chọn cái công ty khác đó là Rivian hay là Lucid, ok Rivian hay là Lucid cũng là những hãng xe điện à, đằng sau lưng xe Tesla, chưa kể đến những cái công ty lớn khác như là uh, Ford nè, Chevrolet nè, rồi uh, nhiều hãng khác nữa, hay Toyota cũng có xe điện vậy. Nhưng họ nói rằng là một trăm phần trăm mà xe điện mà hiện nay đó mà có những cái dòng xe nó đang là phổ biến ở trên thị trường đó thì, thì review là một là Lucid là hai là Tesla là ba nè thì họ đây chọn những cái công ty kia chứ không chọn Tesla nữa cũng vì hình ảnh của cái người mà đại diện cho công ty đó họ nói rằng là nó có ảnh hưởng chứ không chứ không phải là không có ảnh hưởng đa số người Việt Nam ở ngoại quốc này đó thì người ta dị ứng với lại cái chữ uh, thân thiện với cộng sản hay là gì đó hay là có một cái gì đó mà liên quan tới uh, chính quyền, cho nên đa số người Việt Nam ở Mỹ không có đi xe Vinfast nhiều. À, cũng có một hai người mua để thử coi nó như thế nào, cũng có nhiều người đứng nhìn nhìn ngó ngó rồi thôi mua xe này về đậu ở bôn xa sợ người ta đi ngang người ta đi lấy chìa khóa người ta gạch cái làm sao? Oh, đó đúng. cũng có sợ sợ như vậy nữa, cho nên rõ uh, ràng là nó cũng có ảnh hưởng một đôi chút nào đó nếu mà xe test uh, xe Vinfast của một người Việt Nam ở nước Anh làm đi ừ. ha thì chắc, chắc chắn là sẽ có được nhiều người ủng hộ lắm đó. hơn là một người đang ở Việt Nam. Tôi nghĩ là như vậy. Nhưng mà trên trang mạng xã hội thì có dòng nhiều dòng ý kiến đưa đưa ra lắm và nhiều comment đưa ra cũng nói cái chung chung là như vậy thôi. Không có muốn có gì dính dáng với lại uh, chính quyền cộng sản hết. <laughs> uh, thưa quý vị trở lại với phần uh, tin tức uh, ở miền Nam California. Thì vào rạng sáng của ngày thứ bảy đó, thì lại thêm một người thanh niên, một sinh viên còn rất là trẻ đã bị bắn chết khi mà đi vào nhầm nhà. Um, cái sự việc này nó xảy ra là gần khu vực trường học uh, USC uh, ở vùng Los Angeles đó. Thì uh, người thanh niên này bây giờ cảnh sát đã xác nhận được đó là Nicholas Anthony Donofrio. Anh này 20 tuổi, uh, đang là sinh viên năm thứ hai Uh, anh chàng này thì uh, là người từ Connecticut sang ừ. thì chắc là giống như là trọ ở trọ đó để mà đi học thì bây giờ người ta chưa có công bố là ai là người đã bắn chết người sinh viên này uh, chỉ biết rằng là cái lúc đầu đó thì cảnh sát nhận được điện thoại là ồ oh, hình như đang có một vụ trộm một cái cuộc gọi báo là có một vụ trộm đột nhập vào nhà nhưng mà giống như là trên đường những người cảnh sát đó đi đến nơi hiện trường thì lại cuộc gọi đó đổi lại ô đã có án mạng xảy ra rồi khi mà cảnh sát tới nơi thì thấy anh này đã nằm chết ở trước cửa nhà à, chỉ biết rằng là anh đi đi nhầm nhà và người ta xác định rằng cái nhà mà anh ở trọ đó thì cách cái căn nhà mà anh vào vào nhầm đó à, một hai giải phố à, cảnh sát đang tiến hành điều tra xem như thế nào nhưng mà cái vụ này khiến cho người ta nhớ lại là cách đây mấy tháng trong chương trình cà phê sáng chúng tôi cũng đã đưa tin một em học sinh high school 17 tuổi cũng đi đến nhà nghĩ là em này nghĩ là mình đang đi đến nhà gì của mình để mà pick up anh em của mình đi về nhưng mà rồi sau đó thì cũng là vào nhầm nhà cho nên đã bị người đàn ông ở đó người đàn ông da trắng bắn chết thì ông này vẫn đang, cái cuộc uh, điều tra vẫn đang tiếp tục và ông phải đóng tiền tại ngoại hậu tra là 200.000 đô la. Nhưng mà từ ở đây để thấy rằng uh, cái cái mạng sống người ta đôi khi nó rất là mỏng manh cho nên mình nên cẩn thận trong mọi chuyện. Ông Lan nghĩ có thể là buổi tối khoảng 2 giờ sáng có thể đi chơi về hoặc là như thế nào đó mà đi nguy hiểm quá. Đó. Um, tuần lễ này là tuần lễ nóng nha quý vị nha, ừ. à, tuần lễ nóng uh, ở tại miền Nam California có thể là có nhiều nơi lên thế vượt qua con số 100 độ. Riêng tại Westminster sáng hôm nay tôi coi thời tiết thì nói rằng là có sẽ lên tới 91 92 độ. À, tuy nhiên ở vùng Florida thì hiện nay có hai cơn bão gọi là cơn bão Atlantic đó, à, bắt đầu hình thành và cơn sức mạnh của gió nó lên lên hơn 100 mai một giờ. À, cái bão thứ nhất có tên là Idalia. Idalia thì có thể vào Florida bắt đầu là tối thứ ba ngày mai trong khi đó một cơn bão khác nữa có tên là Franklin hiện nay cũng đang là từ một cái nhỏ mà hiện nay nó đang thành một cái Hurricane một cái một cái bão lớn đó thì uh, sẽ vào vào khoảng thứ năm hoặc là sáng thứ sáu cho, cho cái vùng Atlantic uh, Florida cũng Florida uh, hiện nay đó thì sáng hôm nay thì uh, báo chí cho biết rằng là cái bão Franklin hiện nay đang cách Uh, Bermuda Island là khoảng 530 mai, sức gió là 105 mai 1 giờ Franklin hiện nay đang mạnh uh, lên trở thành một cơn bão lớn và họ nói rằng là sức gió đang đi 110 mai 1 giờ uh, trong khi đó thì bão Idalia thì đang ở gần Florida và có thể tiến vào cái vùng uh, Southern Georgia đêm thứ 3 hoặc là sáng thứ 4 thì đó là những cái tin về thời tiết à, có hai cơn bão mà mọi người đang ở cái vùng mà gọi là vùng Panhandle Florida đang để ý là Franklin và Idalia miền Nam California chảo lửa thưa quý vị nóng nóng nha 91 92 độ và những ngày kế tiếp nữa cũng có thể tăng lên một vài độ nữa đó là dự báo thời tiết chúng tôi sẽ quay trở lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho cà phê sáng chương trình này được bảo trợ bởi chin và kim thư nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 hình bản đồ việt nam 7149859999 và 7146577866. ev princess cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới không happy easy, chuyên bán cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại mỹ bảy và bảy học khu Huntington Beach Union High School District. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đề bù thỏa đáng 714 741 2008. Phở 86 truyền thống từ năm 1985, hương vị vượt thời gian 714 839 4591. thưa quý vị chúng tôi vừa nhận được một tin buồn đó là ông phạm long là một phóng viên kỳ cựu cũng từng là sứ ngôn viên của đài lido sài gòn tv lido sài gòn radio vừa mới từ trần sáng nay ở ngay san jose miền bắc cali theo như tin mà ngọc lan nhận được thì ông phạm long là em của đại tá phạm hậu tức là thi sĩ nhất tuấn nguyên là tổng giám đốc Việt Tấn xã của Việt Nam Cộng Hòa và cũng là em của cố trung tá Phạm Huấn, tác giả của bút ký cuộc triệt thoái cao nguyên 1975. À, ông vừa mất sáng nay, ngày thứ hai 28 tây tháng 8. À, Đài Little Đô Sài Gòn TV xin được uh, chia buồn cùng với gia đình của cụ xứ ngôn viên Phạm Long. Một bản tin khác vào buổi sáng ngày hôm nay, cuộc gặp sau 42 năm với quý vị một cậu bé người chile kết câu chuyện này nói về người chile mà đăng trên báo mỹ hôm nay báo washington cũng như một số những tờ báo lớn ba mươi bốn mươi hai năm ok cậu bé được sinh ra có tên là jimmy lippert Tyden jimmy lippert Tyden cậu được sinh ra và sau đó được đưa đến hoa kỳ mà định cư đến cho tới giờ phút này sau khi cậu xem qua những giấy tờ thì mới biết được rằng là ở nước Chile vào những năm 70 và 80 thì có những em bé sanh ra ở trong nhà thương nhưng lại được báo cáo với lại à, chính quyền với lại thân nhân của những người mà có em bé đó cho biết rằng là em bé mới sinh ra đã ngột thở rồi chết rồi cho nên không có giao con cho những người mẹ đó và khi không giao con như vậy thì những người em bé đã làm gì họ được đưa tới một cái nơi đặc biệt để mà làm những cái passport, những cái giấy hộ chiếu, rồi họ bán những em bé này đi qua nước ngoài cho những nhà giàu đó. thì cái cậu bé Jimmy Lippert Hayden này khi mà lớn lên sau này cậu đang làm việc cho một công ty luật luật để bảo vệ những người không có tiền để mướn luật sư mà lại muốn có luật sư để bảo vệ cho những cái 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 cái, cái hồ sơ của mình đó thì cậu này mới điều mới ngồi mới nhìn đọc lại những hồ sơ tiểu sử sau khi mà đi xét nghiệm DNA thì người ta báo rằng là cái dòng máu của cậu chính gốc ra không phải là người Mỹ như là trong giấy tờ mà là người Chile à, cậu này mới ngạc nhiên cậu mới nói là sau khi mà đọc báo sau khi mà tìm hiểu về mình này kia đó mới thấy rõ ràng là không lẽ mình là cũng là một trong những người đã đã được bán qua bên Hoa Kỳ này cho à, một cái nhà nào đó làm con nuôi nhưng mà trong giấy tờ để lại là để là người mỹ thế cậu có mới đi mang cái dna của mình đó với lại một cái công ty có tên là myheritage.com lên trên đó để đăng lên và đi tìm kiếm những người nào có dòng, một cái dòng dna như mình thì khám phá ra có một người em họ hay là anh họ gì đó cùng dòng máu với mình mà đang ở bên chile thế thì hai người mới liên lạc với nhau được hai người liên lạc với nhau được thì sau khi hai người hỏi cái cái người mà ở bên Mỹ này hỏi vậy chứ mình có mẹ hay là không mẹ mình tên gì thì khi mà anh chàng bên Chile nói rằng là mẹ của mình tên là Maria cái gì đó Harry Cot gì đó Gonzale thì cái tên đó là cái tên của những bà mẹ rất là phổ biến ở bên Chile cũng giống như là họ Nguyễn họ Trần như vậy đó thì cái cơ hội để tìm ra một cái người nào đó mà nói rằng là là mẹ của mình mà tên là Gonzale thì nó lại càng khó khăn hơn nữa thế thì hai người mới trao đổi hình ảnh với nhau qua lại qua lại qua lại rồi cái người ở bên hoa kỳ này nói thì tôi đã là một người lính mỹ trước đây tôi ra trường tôi phục vụ trong quân đội rồi bây giờ tôi đang là phụ tá luật sư mà bảo vệ những người nghèo rồi tôi đã có vợ có con này kia đó thì hai người chia sẻ hình ảnh, hình ảnh với nhau thì cho đến uh, cuối tháng vừa rồi thì hai người mới quyết định là chắc rõ ràng nếu mà cùng huyết thống như vậy DNA như vậy đó rõ ràng là mình có quan hệ mình có một cái sự là gì đó nói với nhau cái anh chàng ở bên Mỹ này Lippert này bay qua bên Chile và lần đầu tiên trong 42 năm cái nhà mà mẹ của anh ta sống á với lại mấy người anh em họ đó treo lên 42 cái bong bóng đây là 42 năm mình không gặp nhau đó lạc nhau khi anh này anh anh điều tra ra những cái việc này đó thì anh biết rằng là vào những năm 70 và 80 đã có gần 3.095 trẻ em được đưa từ Chile qua những nước khác. Ừ. Theo cái dạng mà nhà thương chỉ báo cho người mẹ biết rằng là con bà bị chết ngột rồi. Cho nên tôi đã thiêu hủy cái xác đó rồi này kia này kia. Rõ ràng là những bà mẹ nghèo và không có những cái phương tiện để mà tìm ra được sự thật. cũng tin theo lời của nhà thương mà thôi. Đó thì... Thì những người mà thủ đoạn ở trong nhà thương họ làm những cái phù phép gì đó. Và nói rằng là con chết rồi rồi đưa đi cho thủy hủy rồi này kia. Và họ bán đó cho những cái người mà gọi là mua bán nhà, trẻ em. Thì 42 năm gặp lại phóng viên của hãng uh, thông tấn đó. Hỏi anh chàng này rằng là 42 năm gặp lại cái ôm nó như thế nào. <laughs> anh chàng này anh nói cái 42 năm mà không được ôm một người mẹ của mình đó cho đến bây giờ đó, tôi chỉ đó được một câu thôi là cái ôm nó quá nghẹt thở, yeah. hai người ôm ghi lấy nhau mà không buông ra trong mấy phút đồng hồ. Ừ. đó, cái câu chuyện đó là cái anh chàng là này, sau khi mà gặp lại gia đình, rồi anh này là có vợ bốn đứa con này nha, ừ. rồi bên kia thì bà mẹ thì già rồi này kia nữa đó, nhưng mà thỏ ra mình thấy là không thể tin được những nhà thương ha, ở những cái nước mà ừ. nó gọi là như vậy ba ngàn không trăm mấy chục trẻ em mà được bán ra nước ngoài từ nhà thương mà nhà thương thì báo rằng là ô con bà chết rồi chỉ vậy thôi mà những người mẹ này không có cái cách nào để mà tìm hiểu sự thật là ở à, chết thật hay là chết hay là sao nghèo quá mà nghe nói xong thôi, thôi đi về xong vậy thôi thế là <laughs> cái câu chuyện này câu chuyện xảy ra mà cái anh chàng này không may là anh chàng làm trong một cái công ty về luật bảo vệ người nghèo và anh chàng này có thời gian để lên my heritage sau đó là đưa cái dna xong rồi nó đi tìm khắp nơi trên thế ừ, giới à, câu chuyện hay quá hay cảm quá. động quá ừ. nhưng mà từ cái câu chuyện này mới thấy á, những người mà ruột thịt nhất là cái tình cảm mẹ con hay cha con á, nó có một cái gì đó nó thiêng liêng lắm nó à. rất là lạ ở ngay trong cộng đồng việt nam của mình cũng vậy à, ngọc lan nhớ khi, trước đây khi mà viết một cái phóng sự về một người cha đi tìm đứa con trai của mình à, cái bác này á, chú này á là đi vượt biên mang theo đứa con trai lúc đó nó nó còn nhỏ xíu à oh. nó mới có mấy tháng tuổi thôi thì lúc đó ở trên tàu đó, đó thì cái người cái lúc mà được một cái người giống như một cái ghe của cái tàu của Thái Lan họ cứu đó thì họ thích thằng nhỏ này cái thế là họ bắt cóc luôn nhỏ thì hai vợ chồng qua đến bên Mỹ rồi cứ nhớ hoài cái đứa nhỏ như vậy mà quý vị tưởng tượng mấy chục năm sau bằng mọi cách không có bỏ cuộc đi về Thái Lan đi đủ thứ từ lúc mà nó mới có mấy tháng mà bây giờ nó là một người ba mươi bốn mươi mấy tuổi rồi vẫn đi tìm vậy mà tìm được mà ngược lại cái người con trai đó đó cũng giống như là biết rằng là mình à, là có một người cha mẹ khác chứ không phải là cái người hiện tại cũng âm thầm để làm sao đi tìm được cái tung tích của cha mẹ ruột của mình Hay rồi, rồi cái cảnh mà cái lúc mà kể lại hai cha con gặp nhau đó Ờ, cái người bố khi mà kể với Ngọc Lan, nói là đi đến đó là lúc đó là cúp điện mà như vậy chỉ có ánh đèn của những cái chiếc xe mà của mấy cái hãng tin của bên Thái Lan đó họ biết được câu chuyện đó họ đến thì chỉ qua cái ánh đèn đó thôi mà nhìn cái dáng của thằng con mình bước ra thì ông nói liền nó là con của mình rồi cái người con đi trong ở đi ra hai người bao nhiêu năm nhưng mà gặp lại trời ơi, nó những cái giây phút đó nó cảm động vô cùng mình nghe mới thấy là nó lạ quá họ có những cái người ta gọi là cái cái thiên chức của người cha người mẹ hay là gọi là cái sợi dây liên lạc đó, à, cái mối thân tình đó nó nó khó mà giải thích được. Cũng có nhiều cái đó mình ngồi mình suy nghĩ đó nếu mà nó tình trạng nó nó xảy ra với mình đi thì không biết là cái phản ứng của mình nó như thế nào. Sau khi mình nghe tin được rằng là uh, bố mẹ của mình nuôi mình từ nhỏ đến lớn là không phải bố mẹ ruột mà là bố mẹ nuôi. Rồi mình có một người mẹ ruột đang còn sống ở đâu đó nữa. Trời à. ơi, cho nó lúc đó là cái công trình mà đi tìm kiếm rồi đi hỏi này kia đó, nó ghê gớm lắm. Và tất nhiên là là cái sợi dây thiên liêng nào đó sẽ giúp cho mình một phần để mình đi tìm được cái người thân của mình. Nhưng mà cái tôi, tôi nghĩ là cái chặng đường đó nó là một cái chặng yeah. đường trông gai khó khăn và vượt qua được cái đó là hay lắm vô cùng cho nên đó cũng là một cái câu chuyện mà mình thấy rõ ràng là đúng như ngọc lan nói nó có một cái gì đó nó ràng buộc để đến cuối cùng mình lại được gặp lại nhau chúng ta sẽ quay trở lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho cà phê sáng hôm nay chương trình này được bảo trợ bởi chin và kim thư nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 hình bản đồ việt nam 7149859999 và 7146577866. ev princess cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới không 1070 happy to easy, chuyên bán cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại mỹ bảy một bốn và bảy một bốn học khu Huntington Beach Union High School District. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714 741 2008. Phở 86 truyền thống từ năm 1985, hương vị vượt thời gian 714 839 4591. Quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. À, thưa quý vị, hôm thứ bảy, buổi trưa thứ bảy vừa vừa rồi đó cuối tuần lại thêm một cái vụ à, gọi là thảm sát xảy ra ở Florida, vùng Jacksonville liên quan đến cái tội là thù ghét hay là phân biệt chủng tộc. Ở điều này được cảnh sát xác định ngay là bởi vì cái người mà hung thủ đó họ viết lại một cái bức thư họ để rõ ràng là như thế. Hùng uh, hung thủ là một người thanh niên da trắng chỉ mới có 20 tuổi thôi đã bắn ba người da đen có nghĩa là xác định luôn là bắn ba người da đen nhưng mà ba người này có vẻ như không có quen biết gì với hung thủ hết uh, thì trong ba người da đen ngày hôm nay người ta đã công bố tên ra thì nó có một phụ người phụ nữ là 52 tuổi bà bị bắn lúc bà đang ngồi ở trong xe Uh, người thứ hai á là một uh, thanh niên hai, một người đàn ông 29 tuổi là anh này, anh này chỉ là một khách hàng thôi, đi vô ở trong cái tiệm mà uh, Dollar General. Rồi uh, người thứ ba là một nhân viên của cái cửa hàng Dollar General mới 19 tuổi. Thì ba người là nạn nhân, rồi hung thủ sau khi bắn xong thì tự uh, tự sát luôn. Ừ. À, cái sự việc này nó xảy ra đó là ở như ngọc lan nói ở cái vùng ở ngay đầu tiên là anh này à, mang mặt nạ đi đến một cái khu trường học đến một cái trường học ở gần đó trường học Edward Brothers ở gần đó thì khi anh ta đi đến trường thì bị bảo vệ của trường chặn lại à, tại vì hỏi anh ta đi vào đây làm cái gì cho coi à, giống như là cái cái giấy tờ gì có liên quan thì anh ta từ chối thế là anh ta đi thì khi mà anh ta đi như vậy thì anh ta đã qua cái cửa hàng này cái cửa cái shop, uh, siêu thị này kế bên đó và anh ta đã thực hiện cái cuộc nổ súng uh, khi mà đi như vậy đó anh ta mang theo đến uh, sách vô hai khẩu súng một cái khẩu uh, súng uh, súng lục rồi một cái khẩu súng uh, giống như là súng trường như vậy sách vô rồi anh ta cứ xả súng thôi nhưng mà trước khi mà anh ta thực hiện cái cuộc uh, xả súng đó thì anh ta có nhắn tin cho cha của mình nói là bố đi vào ngay cái máy tính của con sẽ thấy một cái gì đó thì khi ông bố đến mở máy tính lên thì mới thấy là ở trong đó có một cái lá thư tuyệt mệnh rồi có một cái tờ di chúc với có những cái bài viết liên quan đến cái chuyện mà phân biệt chủng tộc của người con trai của mình thế là ông bố này tức tốc gọi điện liền cho 911 nhưng mà lúc ông gọi điện thì cái cuộc nổ súng đó nó đã diễn ra rồi à, bây giờ thì người ta vẫn đang tiếp tục để mà điều tra về cái vụ này À, tại vì cái người mà hung thủ này nó mới có nó còn rất là trẻ rồi ở trên cái cây súng của nó cũng có khắc cái chữ chữ vạn uh, biểu tượng của bên uh, đức quốc xã rồi nó cũng nói rõ ràng là nó thù ghét cái người da đen ra làm sao mà cái trường đại học mà đầu tiên mà hắn định vào đó là cái trường đó cũng là cái trường có rất là đông sinh viên da đen thì không biết là uh, cảnh sát nó có thể là mục tiêu của nó không phải là cái trường đó chứ nếu mà nó được vào trường đó thì chưa biết cái chuyện gì sẽ xảy ra. À, con gì mà nó lớn hơn con khủng long. Thường thường khi mà nói tới con khủng long đó là cái con nó nó lớn lắm, ừ. nó to lắm. Thì tôi biết quý vị, khủng long cá sấu <laughs> đó là một cái con cá sấu vừa bắt được ở dòng sông Mississippi bởi bốn người tham gia vô cuộc đi săn lùng cá sấu. Vào năm 2017 thì họ bắt được một con cá sấu mà đi cái con cá sấu đó sau khi cân đo này kia đó thì nó dài 14 feet nặng 706 pound ừ. nhưng kỷ lục đã được phá vỡ trong tuần này khi con cá sấu mới mới vừa được bắt được là 14 feet 3 inches tức là đã thêm được 3 inches nữa con cá sấu năm 2017 là nặng 766 pound con cá sấu hôm nay 802 pounds. Người ta nói chưa bao giờ thấy một con cá sấu mà nó to như vậy. 7 tiếng đồng hồ để vớt con cá sấu này từ dưới dòng sông mà đưa lên cái thuyền của họ. 7 tiếng đồng hồ. Những người này kể lại đó, sau khi mà con cá sấu này nó cắn câu xong nó tự vụt cái móc câu ra và nó lại biến mất nhưng người ta vẫn ở ngay cái cái tàu vẫn đậu ngay đó đó để chờ thì nó nó chui xuống dưới gầm cái tàu nó chỗ ở dưới đó à, rồi nó lại cánh câu rồi nó lại tự nó, nó giải thoát ra được đó họ nói rằng là không biết nó cánh câu bao nhiêu lần đó mà lần cuối cùng thì cái móc câu đó đó nó mới vẫn còn còn, còn dính được trên 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 cái miệng của nó rồi người ta mới vật vã 7 tiếng đồng hồ để đưa con cá sấu này lên bờ, lên cái tàu của họ Rồi đưa vào trong này rồi mới cân rồi đo này kia đó Thì có nhiều người sau khi coi tấm hình đó họ nói rằng là khủng long cá sấu là có thật nha Chưa bao giờ thấy con cá sấu nè 14 feet 3 inches nặng 800 lẻ mấy là 2 pound và sau khi đưa lên đây đó thì đây có một cái cần trục họ móc dây vô con cá sấu này để cho bấn cái này đứng chụp hình nè đó cái thời gian để mà mở ra cái gọi là à, không có lại gì nhỉ à, chương trình thể thao mùa hè của Mississippi để săn cá sấu là trong khoảng 25 tháng 8 cho tới ngày 5 tháng 9 à, trong cái tuần cuối cùng của tháng 8 và tháng 9 đó à, 15 tháng 8 cho tới 5 tháng 9 tôi nhớ vậy nó bắt đầu có từ năm 2005 cho tới bây giờ nhưng mà trước tới giờ đó thì con cá sấu mà 766 pound á, thì mới được lên danh sách kỷ lục nhưng mà kỳ này là, là 802 pound rồi Thưa quý vị 14 feet 3 inches với quý vị Mà cái con cá sấu này mình không thấy nó cái, con cá sấu mà cái cái mỏ nó dài ra đó ừ. Thì cái, cái đó gọi là con gì nữa nhỉ con cá sấu này cái, Tôi thấy cái cái này nó nó ngắn quá nè Cái miệng nó ngắn quá nè Nhìn mà chụp cái hình nguyên cái ừ. miệng nó như đang nhìn mình Thấy ghê thiệt à, Cá sấu này <laughs> cá sấu à, Thưa quý vị Ở um... Bộ Y tế tiểu bang California ở trong đó đó có một cái gọi là một cái giống như một cái bang gì đó gọi là giảm thiểu thiệt hại. Họ đang thực hiện một cái chương trình thí điểm, tức là đổi những cái kim kim chích đó, à, kim tiêm đó, đổi những cái kim cũ để lấy những cái kim mới. À, trong cái mục đích của họ là làm giảm đi, làm giảm thiểu. Ờ, những cái bệnh mà HIV sự lây lan của bệnh HIV cũng như là viêm gan C si ở trong cộng đồng thì họ chọn thành phố Santana làm nơi thí điểm ừ. tức là nói là những ai mà đã xài những cái kim chích đồ rồi hoặc là lượm hoặc là nhặt được á thì cứ báo xong rồi đem đến người ta sẽ đưa lại cái cái những cái kim tim mới cho những cái người dân đó nhưng mà thị trưởng của thành phố Santana đó là bây giờ đã đang là kịch liệt phản đối ừ. cái việc mà tiểu bang california chọn santa làm nơi thí điểm để thực hiện cái việc này bởi vì bà thị trưởng nói rằng đó uh, tôi thấy cái điều đó nó không có nên nó quá là nguy hiểm bây giờ tự dưng rồi bây giờ giống như là chẳng khác nào là khuyến khích những cái người trẻ rồi họ đi tìm những cái đó mà cái chuyện mà đi tìm hay là cầm những cái đó có thể là nó, nó đâm vô tay à, vân vân để đi lấy cái mới nhưng mà cái chủ trương của Bộ Y tế à, tiểu bang California cũng như là của cái chương trình mà giảm thiểu thiệt hại là mục đích của họ làm gì là để cho những cái tim đó đừng cái kim đó nó đừng có rơi vải hoặc là người ta phải biết cách để mà tiêu hủy những cái cái kim tiêm đã qua sử dụng rồi. À, họ nói rằng là chỉ cần là cái người những cái người mà họ đang giữ những cái cái kim tim mà đã qua sử dụng rồi đó, chỉ cần gọi báo thì những người mà thực hiện chương trình này họ có thể đến ngay tận nhà, à, tận cái nơi người đó đang trú ngụ hoặc là những nơi ví dụ như ở lều đối với những người homeless À, những người ở không có nhà cửa thì họ sẽ đến tận nơi để mà họ thu gom những cái kim đó lại thì bây giờ chưa biết như thế nào bà thị trưởng Santana nói là mang cái này đi ra khỏi thành phố tôi đi đến chỗ nào thực hiện nhưng mà không phải ở thành phố Santana nhưng mà lý do chọn Santana bởi vì người ta nói rằng theo cái thống kê thì thấy ở đây đó là đây là có cái tỷ lệ mà lây truyền cái HIV cao nhất của quận Cam À, chưa biết nó như ừ. thế nào nhưng mà đây cũng là một cái tin liên quan đến cộng đồng ở quanh cái vùng này để chúng ta biết thêm trước đây có những cái chương trình ví dụ như là đổi súng ma để lấy tiền ừ. là thu là những cái khẩu súng mà không có rõ nguồn gốc hay là tự ráp đó mang đến thì à, bên phía bên nhân viên công lực người ta sẽ đưa lại cái số tiền là bao nhiêu đó để mà tránh những cái rủi ro có thể gây ra Ờ, cảm ơn Nguyễn Trường đã đến với chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sáng ngày mai. Ngay sau chương trình Cà phê sáng sẽ là Thời sự thế giới mời quý vị vẫn giữ những chương trình của Little Sài Gòn TV. Xin kính chào quý vị. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chu Easy chuyên bán nền cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 591, -5311, 591 -5311. Natural Medic Fucodan Độc quyền kết hợp với AHCC Góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng Vé về Việt Nam giá rẻ Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 Hay vào website cá nướng da giòn.com Hoàng Trọng Thùy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi trong chương trình Cà Phê Sáng Thời sự Thế Giới ngày hôm nay. Tiếp tục với các bản tin đáng chú ý từ hôm cuối tuần cho đến giờ phút này. Thế nhưng đầu tiên vẫn là dự báo thời tiết nóng và ở Florida sẽ diễn biến với cơn bão Idalia lúc này như thế nào Thảo Yên? Thì vâng thưa quý vị và thưa anh ngày hôm nay ở tại quận cam đó thì có cái khuyến cáo về nắng nóng và đặc biệt là họ nói là cái đợt lần này đó không phải là hit wave bình thường tại những cái năm bình thường chúng ta nóng nhưng mà trời nó khô còn dễ chịu nhưng mà năm nay họ nói là chúng ta bị một cái đợt họ gọi là humid uh, heat wave thưa quý vị mà nó rất là khó chịu tại vì bình thường nếu mà nóng quá cơ thể giống như là toát mồ hôi ra thì nó dễ chịu nhưng mà với cái cái độ humid mà nó quá cao như cái năm nay đó nó hơi bất thường thì uh, các giới chức họ cũng khuyến cáo là những người mà dễ bị mệt mỏi đó thì cái nóng nhưng mà lại không đổ mồ hôi ra đổ mồ hôi ra nó 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 nó, nó lại tiếp tục nó trap cái nhiệt ở trong cơ thể cho nên là cái đợt này nó hơi nguy hiểm hơn những cái đợt heat wave bình thường uh, và các giới chức họ cũng khuyến cáo là uh, sắp tới có thể là những cái đợt hit wave mà cái hiếu mịch nó cao như thế này đó sẽ xảy ra rất là thường uh, cho nên bây giờ họ nghĩ là mỗi đợt hit wave thì phải khuyến cáo thêm là cái độ hiếu mịch nó cũng cao nữa uh, và cơn bão uh, idalia ở florida thưa quý vị thì uh, đến uh, ngày chiều ngày mai họ nói là có thể uh, nếu như mà cái sức gió cứ đi như vậy thì có thể lên đến là hurricane số 2 thưa quý vị uh, vào uh, hôm nay thì nhiệt độ cao nhất trong hai cái ngày hit wave này lên 93, 94 độ ngày mai thì cũng khoảng 90 rồi hết ngày mai đó cái cái đợt hit wave này nó mới tan đi thôi đây. đó đây là những tin tức mới nhất liên quan đến cơn bão một lần nữa cư dân ở Florida và lần này ở phía tây Florida, Tampa, Saint Petersburg vân vân như quý vị nhìn thấy ngay trong lúc này thì nó sẽ tiến vào Cuba nằm ở cái mõm ở đây cho nên Cuba không bị ảnh hưởng. Bây giờ thì được khuyến cáo là Tropical Storm lúc này. Nhưng mà khi vào đây, đặc biệt là biển ở Florida bây giờ vẫn còn nóng. Và chúng ta cũng biết đó, bão mà đi ngang biển mà nóng thì nó lại cộng thêm cái cường độ gia tăng. Vì thế người ta nghĩ rằng khi mà vào đến đất liền nó sẽ là cơn bão giữ Hurricane. À, rất nhiều cư dân hôm nay đã được lệnh di tản, di tản sớm đừng chờ tới sáng thứ tư khi mà cơn bão vào. Đây là cái phần phía bắc tây bắc của Florida sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên những cư dân ở mõm Key west này cũng được khuyến cáo bởi vì bão có thể mang được một lượng mưa rất lớn. Sáng nay chúng tôi à, theo dõi một số những khu vực đất liền của Florida đó. À, nước dâng có thể lên tới 7 feet. À, sóng đánh vào bờ đó lên tới 7 feet cho nên những cái căn nhà dọc theo bờ biển đó, sẽ bị ảnh hưởng rất nặng và bão <laughs> ở Florida khác rất xa bão California thưa quý vị bởi vì đây là vùng biển nóng à, bão đang đi vào vùng vịnh thế nhưng ở ngoài xa xa đó bên đại Tây Dương chúng ta cũng thấy có xuất hiện những cơn bão từ bây giờ đến tháng 11 sẽ còn nhiều cơn bão nữa và đây à, là chớm mùa bão và hurricane ở Florida. Tình hình tài chính vào sáng ngày hôm nay một bản tin vui cho thấy rằng số công ăn việc làm vẫn tiếp tục vững chãi và ít nhất cũng đánh động niềm tin của giới đầu tư giúp cho Dow Jones sáng nay có lúc lên trên 200 điểm, bây giờ lên 194 điểm, 34.541. Nasdaq lên 64 điểm, S&P 500 lên 17 điểm. Công trái phiếu 10 năm là 4,22, 30 năm là 4,28. Công trái phiếu 10 năm xuống chút đỉnh mà thôi, so với tuần rồi là lên tới 4,3 mấy thưa quý vị. À, dầu lên 64 sen hôm nay vượt quá 80 đồng 47 sen vàng à, lên 6 đồng 8 ở mức 1946 đồng 70 sen. Và thưa quý vị, cảnh sát ở tại Jacksonville, tiểu bang Florida đã cập nhật thêm một số những cái tin tức về cái vụ xả súng xảy ra vào chiều hôm thứ Bảy ở một cái cửa tiệm Dollar General thưa quý vị mà bây giờ khẳng định nguyên nhân là bởi vì à, tay súng kỳ thị những người gốc Phi Châu. Thì à, đây là hình ảnh của tay súng thưa quý vị Ryan Christopher Palmer 21 tuổi. À, thì hình ảnh từ phía cái cửa tiệm cho thấy đó à, và cũng như report của phía cảnh sát cho thấy là vào à, khoảng chiều thứ bảy tên này đó à, mặc áo vest chống đạn tay cầm theo một cái khẩu ar 15 và còn dắt theo một cái khẩu súng ngắn nữa bước vào cái cửa tiệm thưa quý vị thì khi mà vừa bước vào đó là y bắn liền hai người đàn ông gốc Phi Châu ở trong tiệm sau đó chắc nhìn ở trong tiệm không thấy không còn ai mà gốc Phi Châu nữa thì y quay trở ra thì ngay ở cái xe đậu ngay trước cửa tiệm có một người phụ nữ gốc Phi Châu đang ngồi trong xe thì y nổ súng bắn người phụ nữ này liền ngay lập tức và lúc đó đó thì chắc là bắt đầu những người xung quanh họ thấy họ la hét thì y không có chờ cảnh sát đến mà y quay súng tự sát liền ngay lập tức trước khi cảnh sát đến thưa quý vị thì khi mà cảnh sát đến và cũng như à, họ thu thập những cái tin tức thì phía cảnh sát cho biết là trước khi mà y bước vào đây y nổ súng đó thì thật sự ra người cha của y ở nhà ông đã cố gắng gọi 911 nhưng mà đã không có kịp là bởi vì À, chỉ tích tắc trước khi bước vào cái cửa tiệm này nổ súng bắn người Thì Y đã text cho cha của mình à, Nói là ông đi vào trong phòng của Y nhìn vào cái máy computer đó Ở trên đó có một số thứ à, Y muốn ông nhìn thấy Thì... À, Ông đi vào thì uh, thứ nhất mở ra ông thấy có những giống như là cái manifesto mà của những cái tay mà kỳ thị chủng tộc da uh, trắng thượng đẳng đó và ở trong đó thì y viết hết tất cả những cái gì mà y uh, thù ghét người uh, gốc phi châu vào ở trong đó. Uh, cho nên là ông thấy vậy, ông đã ngay lập tức gọi 911 nhưng mà không có kịp tại vì gọi thực sự gọi nhưng mà người ta cũng không biết là y ở đâu cả. Uh, bên cạnh đó thì uh, sau khi mà cái chuyện này đã xảy ra rồi cũng như là người cha có gọi như vậy thì cảnh sát họ đã đến nhà và họ lấy đi cái laptop thì họ cảnh sát cho thấy nói là những cái bằng chứng cho thấy là Palmeter cố tình thực hiện cái vụ xả súng đúng vào hôm thứ bảy ngày 26 tây tại vì thứ nhất Uh, nó là kỷ niệm uh, cũng đúng vào ngày đó uh, 26 tây tháng uh, tháng 8 năm 2018 thưa quý vị, cũng ở Jacksonville, Florida xảy ra một cái vụ uh, xả súng. Năm đó là có một cái uh, cái cái cuộc đấu của những người chơi game đó thưa quý vị. Thì uh, David Katz 24 tuổi đây bởi vì thua cuộc đã rút súng ra bắn chết hai người và làm bị thương một người à thì cái chuyện đó xảy ra vào ngày năm 2018 đúng ngày 27 tháng 8. Và đặc biệt cái ngày hôm đó cái 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 vụ xả súng mới nhất ở Florida đó nó cũng kỷ niệm 63 năm ở Florida xảy ra một cái sự kiện mà họ gọi là Axe Handle Saturday thưa quý vị. À đó là vào ngày 27 tháng 8 năm 1960. 200 thành viên của KKK đã đến đánh đập tàn nhẫn những người gốc Phi Châu ngồi ở bên ngoài lề đường của những cái cửa tiệm mà khi đó là của người Mỹ Trắng sở hữu. Họ không cho người gốc Phi Châu vào mua đồ. Thì những người mà à, giống như là biểu tình đó, họ chỉ ngồi đó thôi. Nhưng mà tất cả thành viên KKK đến cầm những cái cây gậy bóng chày và những cái cán chui của những những cái cái rìu đó đánh đập những người gốc Phi Châu mà À, hình ảnh báo chí họ chụp được là cảnh sát đứng yên đó để cho đám KKK đánh đập những người gốc phi châu và sau khi đánh đập xong đó cảnh sát lại chỉ bắt những người gốc phi châu về mà thôi thì cái vụ đó à, là một cái vết nhơ đen tối trong lịch sử của Florida và cái trước khi mà xảy ra cái vụ nổ súng ở cái tiệm Dollar General đó thì là kỷ niệm 63 năm cái vụ này cho nên là Palmira y đã cố tình chọn ngày đó để mà kỷ niệm hai cái sự kiện này ở tại Florida chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị các bạn tin đáng chú ý sau phần quảng cáo mà quý vị theo dõi Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 cơ hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy to easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 591 5311 591 5311 Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng Vé về Việt Nam giá rẻ gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng da giòn.com Các ý thức và chúng chào bạn với tất cả quý khán giả sáng nay chúng tôi uh, ghi uh, nhận được một bản tin buồn từ san jose là sướng ngôn viên phạm long uh, trước đây anh làm việc cho đài lữ sài gòn radio uh, làm việc cho đài lữ sài gòn tv thời gian đầu của lữ sài gòn tv lúc đó chỉ có một tiếng đồng hồ thôi thập niên uh, đầu thập niên 90 mươi thưa quý vị uh, sau đó um, làm cho lữ sài gòn radio thời gian rồi uh, nghỉ À, rời khỏi đài xong có thời gian anh làm việc cho đài à, à, radio hải ngoại buổi chiều. À, sau đó thì không thấy à, anh làm việc ở đâu nữa, có thể làm việc trên mạng vân vân. Mới đầu thì anh Phạm Long ở Garden Grove, sau đó anh gia đình rời lên. À, đến ngày hôm nay chúng tôi mới ghi nhận được là anh qua đời vào ngày hôm nay ở tại San Jose. À, riêng với những quý khán thính giả nào mà trong khoảng thời gian thập niên 90 mà nghe chương trình của Little John Radio Hoặc là lúc đó xem TV Thì nhớ được giọng của anh cũng truyền cảm ấm áp lắm Và khôi hài nữa Anh làm các cuộc phỏng vấn Khánh Ly vân vân rất nhiều Rất tiếc về sau này không thấy Điểm đáng chú ý là anh không thích chụp hình Cho nên không có bức ảnh nào ghi nhận được Nếu mà quý vị muốn tìm kiếm một lần nữa xin uh, chi bồn cùng với uh, tang quyến của sứ ngôn viên Phạm Long. Vào uh, sáng ngày hôm nay, uh, bên phía ông Trump và các uh, đồng phạm của ông uh, uh, nhận được tin không được vui cho lắm. Bởi vì uh, thứ nhất, đó, bên phía uh, riêng với ông Trump uh, trong thời gian qua, ông cố gắng với rất nhiều các nỗ lực của luật sư đó là đệ đơn lên cho ông thẩm phán tòa liên bang để yêu cầu rời các phiên xử của ông. Phiên xử đầu tiên là ở New York liên quan đến uh, tiền 130.000 Mỹ Kim với cô đào Stormy Daniel. Đó là vụ sự riêng với những uh, hành vi gọi là uh, lừa đảo, uh, khai gian thuế. Thì cái đó nó nhẹ thôi. Nhưng mà sang đến cái nặng hơn là chúng ta thấy là ở ma lago cái vụ mà uh, thu giữ hồ sơ bí mật rồi ở new york rồi sang tới um, washington dc với ông jack smith nữa mới đây thì ở tiểu bang georgia hầu hết những uh, vụ mà bị truy tố như thế này đó luật sư hiện nay đang đệ đơn lên ông thẩm phán liên bang để yêu cầu nếu có ngày xử đó thì rời cái ngày xử đó sau bầu cử ông không muốn diễn biến trước bầu cử nhưng mà không đơn giản là như thế ông Jack Smith thì muốn ngày xử sẽ là vào khoảng đầu sang năm rồi bên phía Georgia mới đây nói rằng nếu ông Trump muốn thì họ sẵn lòng có thể xử ông bắt đầu vào tháng 10 tới đây thì tất cả những cái vụ này đó là bên phía ông Trump không muốn bởi vì ông vẫn còn hy vọng cuối cùng mặc dù là mong manh nếu như ông thắng và ông nghĩ rằng ông có thể thắng bởi vì ông van kêu gào những cái vụ mà truy tố như thế này đó là hành vi tìm cách truy tố ông chủ dập ông và ông tuyên bố nếu mà chính phủ công tố viên rồi bộ tư pháp hoa kỳ có thể làm đối với ông như vậy đó thì chính phủ cũng có thể có hành động đó nhắm lại từng cá nhân người mỹ thì đó là những cáo buộc mà ông nói. Để làm gì? Để vận động dân chúng ủng hộ ông mạnh mẽ hơn. Xem như biến cái vụ truy tố này thành một động lực chính trị mạnh mẽ. Và đối với những người ủng hộ ông Trump đó, thì rõ ràng trong thời gian khi ông đưa bức ảnh ông bị chụp trong nhà tù của Georgia đó thì rõ ràng là ông đã nhận được ít nhất tin tức sáng ngày hôm nay 7 triệu Mỹ Kim tiền hỗ trợ pháp lý vân vân và độc tranh cử cho ông. cho nên thành phần MAGA những người ủng hộ ông Trump vẫn tiếp tục ủng hộ ông và đóng góp tiền của cho ông, nhưng mà những người khác thì bắt đầu bày tỏ cái sự nghi ngờ và điều đó cho thấy các cuộc thăm dò mới đây đều bất lợi cho ông. riêng với cuộc tranh luận của ông. À, sau kết quả cuộc tranh luận này thì bản tin sáng ngày hôm nay thăm dò cho thấy ông mất đi 6% điểm ủng hộ. Và vì họ nói những người đã từng ủng hộ ông chỉ muốn ông ra tranh luận để họ nghe muốn nghe ông đã đối đáp như thế nào về những cái lệnh truy tố thì rất tiếc họ nói họ không nghe được những cái điều đó cho nên họ mệt mỏi, họ chán, họ không ủng hộ ông nữa. Nhưng mà chỉ có 6% thôi. Nhưng mà ông vẫn dẫn chức rất xa các đối thủ. À, sáng ngày hôm nay ông à, thẩm phán tòa liên bang tuyên bố họ không đồng ý với biện minh của phía luật sư nói rằng họ muốn trì hoãn các phiên xử cho tới ngày sau 24, tức là thậm chí kéo dài cái phiên xử tới năm 2026 luôn. Lý do họ cho nói là đơn giản đó, bởi vì ông Trump bây giờ à, nghĩa là phải đối đầu với quá nhiều các vụ kiện này phía luật sư phải có đủ thời giờ để chuẩn bị hồ sơ. Thẩm phán liên bang sáng nay tuyên bố không, họ không đồng ý với điều đó. Họ nói rằng ông Trump vẫn có, thứ nhất là tiền của, thứ hai là từng là một cựu tổng thống có số luật sư đằng sau ông quá nhiều cho nên họ vẫn đủ cái khả năng để có thể ra đối đầu với các phiên xử này. Hiện nay chưa biết được ngày nào sẽ là phiên xử chính thức chưa có bất cứ một cái quyết định nào hết từ ông thẩm phán của các nơi New York, Florida, Washington DC và Georgia nhưng mà cái phán quyết đầu tiên đã gây bất lợi cho ông Trump là họ không đồng ý trì hoãn các phiên xử này sau ngày bầu cử tháng 11 năm 2024. Và thưa quý vị, cảnh sát ở tại South Carolina vẫn đang điều tra một cái vụ chỉ vừa mới xảy ra vào tối hôm thứ bảy khi mà một sinh viên đại học đó đã bị bắn chết chỉ hai ngày trước khi nhập học chỉ vì cậu này đi vào lầm nhà thì đây là hình ảnh của Nicholas Anthony Northfield 20 tuổi thưa quý vị à, cậu vốn sống ở connecticut à, nhưng mà dọn đến south carolina bởi vì à, được nhận vào trường à, đại học này thì bây giờ đó theo à, hồ sơ của cảnh sát cho biết là à uh, Donofrio thuê một cái căn nhà ở trên con đường gọi là South Holy Street mà cái con đường này đó uh, thì lại chỉ cách cái campus của trường đại học đúng một block đường mà thôi. Uh, và đây là hình ảnh mà các đài truyền hình địa phương họ đến thì hai cái căn nhà những cái căn nhà ở đây nhìn nó tương tự như nhau thôi cái khoảng khoảng 90% tại vì cái kiến trúc và cái màu họ sơn đó thì uh, bây giờ phía cảnh sát cho biết là khoảng hơn 2 giờ sáng hôm thứ bảy đường nofreet um, lái xe về cái căn nhà này đậu trước cửa và cậu cứ đứng mở cửa mà à, bây giờ đó report cảnh sát ghi nhận là chắc trước khi mà về nhà cậu đi uống rượu cho nên là người say xỉn thì có thể là bởi vì mới dọn đến mà rồi nhà giống giống nhau và thêm nữa là đang trong tình trạng mà hơi ngà ngà say rồi cho nên là cậu không biết là cậu đã đầu xe ở lầm nhà và cứ cố gắng muốn mở cái cửa thì lúc này đó cảnh sát cho biết là họ đã ghi nhận là trước khi mà nổ súng thì ông chủ nhà hay bà chủ nhà gì đó bây giờ chúng ta chưa biết được đã gọi cảnh sát rồi thì chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục phần tin tức này kính mời quý vị tiếp tục theo dõi Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy to easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 591 5311 591 5311 Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng Vé về Việt Nam giá rẻ gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng da giòn.com Vâng thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến tin tức đó là một cậu sinh viên bị bắn chết vì vào lầm nhà chỉ 2 ngày trước khi mà nhập học. Thì theo như report cảnh sát đó là vào khoảng trước 2 giờ sáng là họ nhận được một, một cuộc điện thoại của cái người chủ nhà mà cậu này đang muốn vào đó thưa quý vị là ở bên trong họ đã gọi họ báo là có trộm thì cảnh sát bây giờ đó biên bản ghi nhận là cảnh sát họ nói là họ cử một chiếc xe đi đến cái nhà đó thì trong lúc mà cảnh sát đang đi như vậy thì cái người chủ nhà lại gọi lại thêm một lần nữa và bây giờ báo là uh, trộm đó muốn break in cho nên là người ở bên trong nhà đã bắn ra rồi thưa quý vị thì cảnh sát họ có ghi nhận như thế và khi mà họ đến thì họ nhìn thấy cậu Donofrio này nằm gục chết ở cái porch ngay trước cửa nhà và trên thân thể cái phần phía trên đó đã bị trúng uh, một vết đạn thì khi mà ambulance đến là cứu không có kịp nữa. Thì bây giờ phía cảnh sát cho biết là tính cho đến sáng ngày hôm nay chuyện này xảy ra lúc 2 giờ sáng thứ bảy nhưng mà họ vẫn chưa bắt ai trong cái vụ này hết uh, tại vì cái người chủ nhà đó bây giờ danh tính cũng được bảo mật luôn Tại vì họ nói là có thể chỉ là một cái uh, hiểu lầm từ người chủ nhà Có thể là một người lớn tuổi ở trong nhà Rồi thấy cậu này cứ uh, giật, giật cái cửa thì họ không biết Nhưng mà bây giờ theo tin tức thì phía cảnh sát trong cái uh, cuộc họp báo Cũng không có nói là giống như là người chủ nhà ở bên trong có nói ra cảnh cáo gì hay không Mà cậu này cứ giật cái cửa đến nỗi mà cái người bên trong nhà phải nổ súng bắn Thì cái vụ này xảy ra chỉ 4 tháng sau cái vụ quý vị cũng nhớ ở New York là một cậu thanh niên gốc phi châu yard đó đi đến một cái căn nhà à, lộn nhà để mà rước à, hai đứa em thì người chủ nhà Mỹ trắng ở bên trong bắn liên tục ra may mà cái cậu đó à, sống được thì bây giờ cái vụ này đó à, có thể chỉ là một cái tai nạn mà thôi Biden hay là Trump một cuộc thăm dò mới nhất vừa được công bố vào sáng ngày hôm nay do hãng thông tấn AP À, phối hợp với NORC một tổ chức chuyên nghiên cứu và khảo sát về chính trị đều à, tuyên bố à, Biden quá già để có thể tiếp tục thêm nhiệm kỳ nữa ở tòa bạch ốc. Ở à, đây không chỉ riêng với à, cử tri của đảng cộng hòa mà ngay cả cử tri của đảng dân chủ cũng nhìn như thế. Mà tuy nhiên đối với à, cử tri dân chủ họ lại nhìn về tuổi tác cũng tương tự như họ nhìn với ông biden về phía ông trump bỏ qua những cái chuyện liên quan đến truy tố ông trump riêng với cái câu hỏi về tuổi tác đó khi đặt ra từ hãng thông tấn ap với norc đó họ hỏi luôn à, quý vị nghĩ sao về tuổi tác của ông biden và trump thì à, cả hai phía đảng cộng hòa và cử tri của đảng dân chủ đều tuyên bố hai ông này quá già nên cho về vườn là vừa và câu uh, trả lời uh, của hầu như tất cả trên 70% các cử tri dân chủ và cộng hòa đều nói rằng họ muốn lựa chọn một người trẻ hơn. <laughs> trẻ hơn cái tuổi già của ông hay là thật là trẻ như là DeSantis hoặc là các ứng viên khác um, Gavin Newsom chẳng hạn đối với đảng dân chủ thì thưa quý vị uh, đây là kết quả của thăm dò uh, họ cho biết đó là đến 77% nói rằng ông Biden quá già. 77%. À, 89% cử tri đảng Cộng Hòa nói như thế. Nhưng mà ngược lại thì cử tri đảng Dân Chủ cũng tí, chiếm tới gần 70%. Cho nên về phía đảng Dân Chủ, cử tri đảng Dân Chủ họ nói đó nếu mà không có sự lựa chọn nào khác thì họ phải đành bỏ phiếu cho ông Biden. Nhưng mà họ nói tha là bỏ trong Biden còn hơn là bỏ trong Trump. Lẽ đương nhiên đó là có quan điểm về chính trị. Cử tri đảng Cộng Hòa cũng tương tự như vậy. Họ nói ông Biden giả quá rồi. Ông Trump thì đang đương đầu với những cái vấn đề này. Cho nên cái cuộc thăm dò này để cho thấy rằng tuổi tác hiện nay đang giữ một cái vai trò quan trọng, một cái yếu tố quyết định bỏ phiếu. Nhưng mà nếu có sự lựa chọn thì cái vấn đề chính đặt ra hiện nay đó là các cử tri vẫn muốn ông Trump phải đương đầu với những cái lệnh truy tố này. Và chưa có cuộc thăm dò nào bởi vì họ sẽ chờ tới năm 2024 vào trước cuộc bầu cử của tháng 11. Và họ phải chờ xem phía đảng Cộng Hòa sẽ chọn ai làm ứng viên đại diện của đảng Cộng Hòa. Đến lúc đó các cuộc thăm dò ngày càng chính xác hơn thưa quý vị. Nhưng mà ngay bây giờ đó thì riêng vấn đề tuổi tác. Và cái tuổi tác của ông Biden và lẽ đương nhiên của ông Trump Trump thua ông Biden vài tuổi Nhưng mà điều đó cũng nằm trong cái độ tuổi gần 80 Thế thì à, vấn đề chính hiện nay là cử tri có tiếp tục Sẽ bỏ phiếu cho ứng viên của họ hay không Và không thể bỏ qua thành phần cử tri độc lập Rồi sau đó từ tuổi tác chúng ta mới tính tới cái việc mà Cái à, khả năng về lèo lái đất nước hiện nay à, Thật nhanh ở tại... À, Uhm, nga lúc này đã, đang có hai cái vấn đề lớn à, quân đội ukraine thì đang nỗ lực trong cuộc tổng phản công nhưng mà sáng nay lại có tin nói rằng đó là họ lại phải kêu gọi di tản người dân ra khỏi khu vực kharkiv bởi vì đây là đường biên quý vị nhìn thấy bản đồ đó thì kharkiv rất sát với biên giới của nga cho nên từ vài tháng qua đã quân đội nga đã tập trung ngay ở đường biên giới này và mới đây họ đã bắt đầu đưa quân vượt sang đây và chuẩn bị chiếm các làng xã ở cái khu vực phía bắc Kharkiv này. Và mặc dù quân đội Ukraine dồn quân tới đây, nhưng mà sáng nay tin tức ghi nhận được đó, họ bắt đầu ra lệnh di tản bắt buộc với các cư dân trong thành phố này. Đó là lý do mà phía quân đội Nga họ đang tìm cách tản quân Ukraine. Ukraine đó thì muốn đánh về xuống phía nam này, đây là Crimea, đây là vùng Kherson và đang có những cái tin tức rất tốt ở chiến trường là đã đột phá được các dàn phòng thủ mạnh nhất của Nga. Cho nên phía bắc thì Ukraine cũng đang gặp khó khăn nhưng mà phía nam thì đang tiến quân tốt đẹp hơn. Và thưa quý vị, uh, phía cảnh sát ở tại Sheriff, thưa quý vị, um, ở quận uh, Broward đang điều tra một cái vụ vừa mới xảy ra vào sáng hôm nay ở Florida khi mà một chiếc uh, trực thăng cấp cứu, họ nói là đang bay trên trời thì không hiểu vì sao mà lại xảy ra tai nạn uh, rất uh, đâm... Uh, tông sầm vào một cái tòa apartment như quý vị thấy ở trong hình đó thì bây giờ report từ phía cảnh sát cho biết cái trực thăng này là cũng vốn uh, thuộc về uh, quận Broward uh, đang bay ở trên đi bay chắc vừa mới làm uh, việc về bay ngang qua một cái trường uh, trung học tại vì lúc đó đó là đang giờ chuyển lớp cho nên rất nhiều học sinh thấy là khi mà vừa mới bay ngang đó thì bắt đầu cái chiếc trực thăng này phát ra những cái tiếng rất là lạ và cái ở phía sau phía đuôi đó là bốc khói thì các em nó thấy và nó quay lại thì vừa lúc mà bốc khói thì bắt đầu là nhiều người họ thấy cái trực thăng này nó lạng lách và rồi chỉ trong vòng có chưa đến 30 giây là lúc đó là đã ra khỏi cái 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 khúc mà của cái trường trung học rồi à, và Lúc đó thì cái trực thăng à, chuối mũi thẳng xuống vào cái khu nhà này mà như quý vị thấy là tông thẳng xuống đây luôn. Thì bây giờ đó, tại vì mới xảy ra lúc 8 giờ 45 phút thì những tờ báo địa phương họ nói họ ghi nhận được là đã có một người bị thiệt mạng và hai người ở trong cái trực thăng bị thương rất là nặng à, đã được đưa vào trong bệnh viện. Thì bây giờ phía sheriff ở đây họ vẫn đang điều tra xem là tại sao cái chiếc trực thăng này lại xảy ra tai nạn ở trên không như thế này. Và cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả và mỗi thứ hai hàng tuần chúng tôi lại đón tiếp anh Anthony để gửi đến quý vị các bản tin liên quan đến tài chính đầu tư. Mời quý vị cùng theo dõi và chia tay với Thảo Yên. Xin cảm ơn anh và kính chúc quý vị đầu tuần làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy to Easy Chuy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 591 5311 591 5311 Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng da giòn.com. Quý vị đang theo dõi phần tin tức thời sự thế giới trước khi nói chuyện với anh Anthony một cái bản tin breaking news không thể không gửi đến quý vị được rất khi mà chúng tôi chen lấn vào chương trình của anh nhưng mà bà tòa Chu Can bà tòa của trong cái vụ sự liên quan tới ông Jack Smith và cái vụ mà ba bốn tội danh mà ông Trump tìm cách thay đổi kết quả bầu cử ở Washington DC đó bà Chu Can sáng nay tuyên bố chọn đúng ngày 4 tháng 3 năm 2024 đây là theo ý của ông Jack Smith để là bắt đầu ngày sự ông Trump ừ. trong cái vụ mà January 6, ngày 6 tháng Giêng ông xuất hiện và bên, bên phía Jack Smith nói rằng ông đã tìm cách à, thay đổi kết quả bầu cử và đồng thời đã tạo nên cái vụ hỗn loạn ở tòa à, tòa nhà Quốc hội. Thế nhưng mỗi tuần thứ hai chúng tôi để đón tiếp anh Anthony liên quan tới à, hầu bao túi tiền của vị hôm nay à, có những gì đáng chú ý anh Anthony? mình không ngờ anh ông Trump vẫn là nhẫn đầu <laughs> có rất là nhiều người, người support à, vâng yeah, cũng đó, như... thời gian vừa qua nội cái hàng mà bán ra thôi bức ảnh của yeah. ông thôi đã bán được 7 triệu đô la đấy oh my God. anyway yeah. <laughs> <laughs> cũng như là cái cổ phiếu Vinfast yeah. mình không ngờ ừ. <laughs> chờ cái market cap nó 148 tỷ nó còn nhiều hơn là Ford với GM nữa <laughs> cái này là gọi là uh, yêu còn nước quá, anh nghĩ còn quá sớm không bởi vì nó tôi có, có mới có một tuần rồi. À, <laughs> mình, mình không có tại không. vì mình theo những con số Chứ đó khi là nào? vinfast sẽ nói là bán cả chừng năm chục ngàn chiếc xe nha <laughs> yeah. mà chưa bán được chưa đầy một phần nữa uhm. uh, mình nghĩ cái này là cái uh, cái lòng yêu nước đó <laughs> ở trong người trong nước mua chắc vậy cho chứ trời ơi mất cái mươi 148 tỷ mình không biết không hiểu được yeah. anyway um, cái đó là gọi là đột phá đó <laughs> ba cái ý kiến ngày hôm nay thì có cái tính chất là đột phá <laughs> mà khi mà đột phá đó thì nó một thời gian ngắn tức là từ 6 đến một năm trở lại à, ba cái ý kiến giao dịch đột phá hôm nay nó dựa trên cái dữ liệu kỹ thuật technical đó thì rất là khó mà hiểu thì đại khái là ba cái cổ phiếu này là tất cả những cái nguyên tắc mà cơ bản có vẻ tích cực lắm. Ừ. Cái thứ nhất là uh, uh, Bering Brands, uh, BRBR, một công ty chuyên môn sản xuất nước uh, protein lắc uống liền gọi là Ready to Drink Protein Shake. Ừ. Yeah. Uh, thì uh, đang tạo một cái đấy mới uh, dưới cái giá là 40 đồng nên mua vào được. Yeah. Yeah đang dồn động cái mức đó và đang đang chờ để mà đột phá <cười> <cười> anh nghĩ đột phá thì nó nhảy lên bao nhiêu Thành sự ra thì 10% là mình đã thấy hay rồi Mấy... 10 15% rồi. Tức là uh, dạ. nếu mà mua hôm nay 40 đồng mà khoảng tăng lên 40 44 44. Chờ đến 4 dưới 40 thì nên mua. Tại vì cái cái này những cái đột phá này nó rất là volatile tức là rất biến là biến động. Dạ, vâng. Thì đừng có nhảy vào bây giờ cái chờ dưới 40 thì dạ, nên okay, mua. Đừng mua vâng. bây giờ. Uh, cái ý kiến thứ hai là DynaTrace ờ uh, ký hiệu là DT. Ờ uh, công ty sử dụng trí tuệ nhân tạo để giúp Uh, cung cấp cho khách hàng khả năng giám sát uh, hiệu suất chính xác và tính khả dung cho của của hệ thống uh, trong bốn cuối vừa qua vượt qua những cái dự tính của Wall Street uh, earning per share tức là thu nhập trong mỗi cổ phiếu đó là tăng lên 27 xu so sánh với 18 xu hồi năm ngoái uh, doanh thu thì quý này đó sẽ dự đoán dự đến là sẽ tăng lên cái chừng 25%. Uh, mua dưới 50. Thì đó, được. bây giờ 46 độ ok. Yeah, phải không ạ? Yeah. Thì thì khi mà nói nói đột phá có thể là 12 chục ba hơn 20%. Wow. Trong vòng ừ. 6 đến 12 tháng. Nhưng mà nên dùng cái 25% luôn luôn. và yeah, yeah. luôn luôn là như vậy. Uh, cái ý kiến thứ ba là Aurora Innovation ờ uh, AUR Uh, công ty thiết kế và phát triển phần cứng phần mềm để cung cấp dịch vụ dữ liệu của uh, công nghệ uh, lái xe tự động lái xe tự động yeah, xe xe lái tự động đó vâng uh, cái giá dưới 3 đồng rưỡi thì uh, mua được uh, một cái báo cáo phân tích uh, rất là lạc quan của um, canaccord Genuity uh, xếp hạng cái cổ phiếu này là buy là mua đó với cái giá mục tiêu là 5 đồng từ 6 tháng thì đi. Nhân anh nói chuyện lái xe tự động á, tôi mới thấy được hãng Tesla nó hay khủng khiếp. Yeah. Bây giờ đó thưa quý vị, tốc độ xe rồi tất cả những cái gì trên chiếc xe đó là bằng nhu liệu software hết. Dạ yeah, đúng, dạ yeah, đúng. Cho nên nó không cần phải mang xe tới. Nếu mà chạy xe xăng đó, anh phải sang, phải thay cái ống này, thay yeah. cái bô kia để mà cho xe nó chạy nhanh hơn yeah. hoặc là nó phải chế biến rất là tốn kém. Thì bởi vậy, bảo, basically nếu mà anh có mà accident về xe Tesla đó, nếu mà accident mà cũng như nặng đó most likely đó là uh, công ty sẽ declare total loss tại vì sửa nhiều hơn là đền. sửa là nhiều hơn yeah. và, và họ nói chỉ cần mình mua bỏ tiền mua là họ nhấn một cái nút thôi là software tự động nó biến trong chiếc xe cái vấn đề tự động cũng vậy nữa họ nói là software hết tất cả yeah. thôi chứ không có cần phải gắn thêm cái yeah. gì nữa xe thì có hết tất cả rồi và thêm software thì họ ở cái trạm trung tâm control center đó nhấn nút là cái xe đó khủng khiếp anh ha không dạ. có cần đưa vào để mà thay đổi anh thấy bây giờ là ngoài Tesla Hả? thì mấy rất đó? là nhiều hãng để mà ra xe điện rất nhưng mà bảo hiểm xe điện cũng là như thế nào vậy? Nếu mà mua bảo hiểm xe xăng hay xe điện thì anh thấy như thế nào? Sẽ đắt hơn tại vì sao? Cái cái replacement cost của xe điện lẽ đương nhiên là đắt hơn là xe chạy bằng xăng. Đắt hơn nhiều. Dạ, mấy phần trăm. Ờ, à, Tôi Tesla hỏi tôi cần đó tính thì mua thật sự, <cười> <cười> Tesla thật sự đã có uh, liên hệ với một công ty bảo hiểm cho bảo hiểm cho những khách hàng cũng giá phải chăng lắm à, cái công oh, ty gọi à? là State National. Anh không có đại diện hả? Dạ thực không. Cái oh. đó thì nó nó exclusive như là Costco. Oh, Ồ, nếu mà phải mua đồ của Costco chứ không phải phải có member của Costco. Yeah. Ok. À, bước sang một uh, ý kiến khác vào ba cái đột tác bây giờ mình nhảy qua cái ổn định. oh bây giờ không hồi nãy ba cái hồi nãy anh vừa trình bày đó là trong thời gian ngắn hạn 6 yeah. tháng tới 1 năm. ví yeah. yeah. dụ như cái Aurora là trong vòng năm. Dạ. Yeah. Nhưng mà bây giờ thì cái này ổn định hơn. Dạ yeah, vâng, thì công ty này có thể là gọi là công ty tiện ích lớn nhất của nước Mỹ, thậm wow. chí là lớn wow. nhất toàn cầu. Vậy luôn dạ hồi xưa là cái tên đó là uh, Florida Power and Light, bây giờ là Next Era Energy. Wow. Yeah. Uh, có một cái dividend nên lời cổ tức hiện tại bây giờ là 2.7 2.8 gì đó. Dạ yeah, 2.74. Yeah. Mà anh biết là ngân hàng uh, Uh, nhà băng của quốc tế đó, I mình mean, Fed, Fed Reserve đó ừ. sẽ tiếp tục tăng cái tiền lời lên để mà uh, giảm cái Inflation xuống 2%, yeah. Yeah. thì trong thời gian đó đó là sẽ giúp cho những cổ phiếu tiền ích tức là đã có lợi cổ tức, tiền lời lên nên là cái yield nó lên, ừ. không? khi mà uh, cái yield mà nó đạt đỉnh rồi nó sẽ từ từ đi xuống khi mà cái Yield đi xuống thì cái giá cổ phiếu nó lại tăng lên. Yeah. Đó. Thì cái giá hiện tại bây ừ. giờ là 68 đồng. Mà cả thôi đã có một thời gian lên đến 92 đồng. Yeah, yeah. Wow. Mình vẫn còn gọi là room để thở. Yeah. Mà trong khi <laughs> để đó tăng mình lấy cái tiền lợi tức. À, mình lấy vẫn, cái đầu tư này mình vẫn có tiền uh, lời từ công yeah. ty Ch chia yeah. 6 tháng hay 1 năm một yeah. lần. Um, cập nhật về bảo hiểm, yeah. anh thấy sự kiện rút lui của tất cả những bảo hiểm lớn như là mm. State Farm, Allstate yeah. nó tạo ra cái áp lực rất là lớn với lại những cái tác động đáng kể cho những cái hãng còn lại ở California mm. bằng cách là thắt chặt cái bảo lãnh này, là underwriting này, rồi uh, giới hạn những cái bảo hiểm đặc biệt rồi cũng như tăng lên cái nó gọi là khẩu khoản, uh, cái khoản khấu trừ đó, deductible. Mm, deductible. Uh -huh. yeah rồi giá cả thêm. sẽ tăng lên quý vị đừng ngạc nhiên cái giá cả sẽ tăng lên tại vì sao khi mà cái yêu cầu nó nhiều hơn cái cung yeah. ứng và vì thế theo lạm phát nữa thì tiền bảo à. hiểm cũng sẽ tăng lên từ từ đều đều yeah. cảm ơn anh Anthony rất nhiều Thank you, anh. mời quý vị Hình vào trang nhà lấy sài gòn TV com theo dõi các bản tin đáng chú ý uh, li livestream vào youtube nhớ nhấn nút like nút subscribe quý vị nhé trân trọng kính chào